Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngay phía trước của chúng ta là chợ Bến Thành, một biểu tượng về văn hóa, lịch sử và về nhiều phương diện của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hơn 300 năm. Và hôm nay để đến với một trong những cái top về chợ biểu trưng của Sài Gòn, một cái biểu tượng về tinh thần, một cái logo không thể không kể đến của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thì mình cùng mời quý vị đến chợ Bến Thành nhé. Sau đó thì là chỉ có hơn 100 năm, nhưng cái lịch sử của chợ Bến Thành này là ngót 200 năm. Và nếu mà muốn nói về cái lịch sử của nó đó, phải nói về cái nơi đầu tiên của nó xuất phát là đúng này quý vị, nó là kinh sạc nên. Thật vậy, xin thưa quý vị, nếu như chúng ta nói rằng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã có lịch sử hơn 320 năm, thì riêng chợ Bến Thành đã có một cái lịch sử cũng rất là dày. Cùng với nhiều bước thăng trầm của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nó có hơn 200 năm tuổi, nếu tính về tuổi lịch sử. Chúng ta biết rằng là từ những năm 1790, rồi dưới thời của nhà Nguyễn, là đã từng có tồn tại ở khu vực trung tâm này, gần sát với lại sông Sài Gòn, một cái thành rất lớn, được xây theo kiểu vô ban, được gọi là thành quy. Và thành quy này có 8 cái góc cạnh, nó nhìn giống như một cái hình dáng một con rùa, và có 8 cạnh, cho nên còn được gọi là thành Bát Quái. Và cái thành Bát Quái này nằm không xa sông, cái dòng sông chính của sông Sài Gòn. Như vậy thì từ những năm 1790, ở cái khoảng giữa thành Quy và sông Sài Gòn, vị trí hiện nay là cái gần cái bến tàu, thì cái khu vực này là ngày nay là bến Bạch Đằng đó quý vị. Ngay chỗ cuối đường Nguyễn Huệ của chúng ta hiện tại đó, thì chúng ta thấy rằng là bây giờ là người ta làm một cái công viên công cộng rất là đẹp ở đó. Thì từ cái con sông chính của Sài Gòn đó sẽ có một con kênh nối vào đây. Thì chúng ta hình dung rằng cái đường Nguyễn Huệ trước đây hoàn toàn nó là một cái dòng kênh, nó nối với lại sông Sài Gòn. Thì cái một khu chợ không hẳn là một cái nhà lòng chợ, mà là một cái khu tập hợp của các cái thương nhân, người Hoa, người Kinh, và lưu dân từ các nơi đổ đến, tạo ra một cái cảnh rất là đô hội, rất là sinh động, trên bến dưới thuyền. Và cái khu chợ ấy nằm giữa, một bên là thành cao hào sâu, và một bên kia chính là cái con sông Sài Gòn, quanh năm tấp nập. Do vậy người ta mới gọi một cái tên ghép thân thương là chợ Bến Thành. Vậy vị trí chợ Bến Thành đó nằm ở đâu? Xin mời quý vị hãy xem trên bản đồ. Và trên bản đồ chúng ta thấy rằng chợ Bến Thành nó nằm dọc theo một cái dòng kênh đào. Và cái kênh đào này nó không xa cái vị trí của chợ Bến Thành hiện nay là mấy. Nhưng lịch sử vốn rất nhiều biến động. Năm 1835, sau một cái trận binh biến rất lớn, được gọi là loạn Lê Văn Khôi, thì chúng ta biết rằng là thành Quy, với cái sức mạnh của nó đó, đã giúp cho khởi nghĩa Lê Văn Khôi trụ được 2 năm. Nhưng sau đó thì khởi nghĩa Lê Văn Khôi thất bại, vua Minh Mạng đã cho san lấp cái thành Quy, cũng như là thành Quy bị phá hủy hoàn toàn, và vua đã cho xây lại một cái thành mới hơn với quy mô nhỏ hơn, chỉ bằng 1/4, gọi là thành Phụng. Thì chợ Bến Thành vẫn giữ nguyên cái vị trí ấy, và vẫn với cái nhịp thương thuyền tấp nập ngày qua ngày, cho đến năm 1959 thì năm 1859, thì khi đến đấy đó thì chúng ta biết rằng lịch sử một lần nữa biến động lớn. Quốc gia có nạn ngoại xâm, thì người Pháp đã đánh vào Sài Gòn, Gia Định, và sau đó là người Pháp
đã cho đốt thành phụng. Và tương truyền rằng là khi người ta tìm cái nhà kho đó ở trong cái khu thành phụng đó thì cái lửa nó muốn cháy 3 tháng vẫn còn. Tiếp theo thì dĩ nhiên là để bắt đầu một cái guồng máy cai trị mới ở tại Sài Gòn thì người Pháp đã cho xây lại toàn bộ cái khu trung tâm của Sài Gòn, trong đó là có cái chợ trung tâm, tức là cái chợ chính là chợ Bến Thành. Và như vậy người dân vẫn gọi thân thương cái chợ chính này là chợ Bến Thành. Cũng trên vị trí cũ, người Pháp đã cho cải tạo lại cái dòng kênh và được gọi là kênh Sarner. Và cái dòng kênh này nó càng tạo ra một cái khung cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền hơn nữa. Chúng ta biết rằng thương nhân quốc tế, trong đó có cả người Java, có cả người Pháp, có cả người Hoa, có cả các cái cộng đồng dân tộc khác, và đặc biệt là người Việt, người Kinh, chúng ta đã tập trung về đây tạo ra một cái khung cảnh phồn hoa đô hội chưa từng có. Hai bên cái đường Nguyễn Huệ ngày hôm nay thì phía bên tay phải chúng ta đây, dọc dài theo cái đường Nguyễn Huệ mà ngày nay chúng ta thấy đó, thì trước đây các bạn hãy tưởng tượng rằng là gần 1 km nối dài từ cái dinh xã Tây, tức là cái Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, nối đến cái bến Bạch Đằng đó, thì toàn bộ cái khu này cũng chính là khu chợ Bến Thành. Và cái khu chợ Bến Thành này nó kéo dài cái hoạt động của nó tấp nập cho đến những năm 1887, thì cái việc mà người ta lắp cái kinh lắp đi đó, cái kinh Sarner đó, người ta lắp đi đó để mà tạo ra một cái hệ giao thông mới thay thế cho cái hệ giao thông đường thủy đó, thì cái kinh này được gọi là kinh lắp, và người ta lắp kinh Sarner đi đó, thì cái chợ cũng có một cái tên nickname nữa là chợ kinh lắp. Thế nhưng mà qua một cái thời gian lâu dài, chúng ta thấy rằng từ những năm 1860 đến năm 1891 thì rõ ràng là trong mấy mươi năm đó thì với cái kết cấu cũ là bằng gỗ lợp lá thì chợ Bến Thành xuống cấp, và năm 1892 thì người Pháp bắt đầu cho xây dựng lại chợ Bến Thành mới trên một cái quy mô lớn hơn rất nhiều và trên một vị trí mới. Vị trí ấy được chọn là một cái vị trí rất đắc địa, đó là chính là vị trí chợ Bến Thành của chúng ta ngày hôm nay. Vị trí chợ Bến Thành chúng ta ngày hôm nay, xưa kia thời thuộc Pháp, theo quy hoạch của người Pháp thì nó nằm rất gần với lại cái nhà ga Sài Gòn Mỹ Tho. Bây giờ Toàn xin phóng sự thêm một đoạn ngắn về cái đường sắt hoặc là nhà ga Sài Gòn Mỹ Tho cho quý vị. Xin mời. Để phát triển về cái việc khai thác thuộc địa và phát triển về giao thông ở xứ thuộc địa thì người Pháp đã cho xây dựng cái đường sắt, tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho. Thì cái nhà ga trung tâm ở Sài Gòn chính là gần cái vị trí chợ Bến Thành ngày hôm nay, không đâu khác hơn chính là cái công viên 23 tháng 9 mà chúng ta biết ngày hôm nay. Và cái vị trí cái nhà ga này kéo dài một cái tuyến đường gần 70 km và đi ngang chợ An Đông, chợ lớn, rồi sau đó là tới khu Bình Điền, và từ Bình Điền về xuống Mỹ Tho. Toàn nhớ có một cái câu thơ như thế này là của nhà thơ Trần Quê Hương, là năm ấy đường Sài Gòn Mỹ Tho còn xe lửa chạy suốt đưa đò. Người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn ngày xưa đó, ở khu chợ Bến Thành là thường rất nghe cái tiếng còi tàu của cái tuyến đường sắt này. Và cái tuyến đường sắt này được xây dựng từ năm 1881, nhưng sau đó đến năm 1958, dưới cái thời đệ nhất Cộng Hòa của Sài Gòn đó, thì tuyến đường sắt này hoàn toàn bị phá bỏ và người ta xây dựng cái tuyến đường giao thông đường bộ. Và ngày hôm nay nếu chúng ta để ý thấy trên dọc cái tuyến đường Trần Hưng Đạo, tức là cái nó nằm trùng với lại cái đường sắt ngày xưa đó, thì chúng ta thấy rằng là hai bên cái lề đường, tức là phía sau những hàng cây, có một cái khoảng rất rộng, cả hai bên, bên trái bên phải đường luôn đó quý vị, thì có một cái khoảng rất rộng, đó chính là hai cái đường ray của cái tuyến đường sắt ngày xưa. Cụ thể là cái đoạn đầu này nó nối từ nhà ga Sài Gòn về chợ An Đông. Thì đó là một cái phóng sự ngắn về một cái di tích, một cái vết tích của cái tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho.
Và để rõ ràng hơn cho quý vị ha, thì trước khi mà Toàn nói về cái vị trí của nó đó, liên quan đó, thì Toàn có search để mà có những cái bản đồ ha. Và Toàn đã tìm được những cái bản đồ cực kỳ thú vị luôn quý vị. Mình nhìn vào cái bản đồ nha. Rồi, cho Toàn một giây nào. Rồi, mình hãy nhìn đây cái bản đồ nha quý vị. Rồi, đây là cái thành Quy ngày xưa. Đó, cái thành Quy này là từ năm 1790. Rồi, cái thành Quy này là từ năm 1790, là phải là kiến trúc cầu ban rất là chắc chắn. Mình thấy cái bức tường nó dày, cho nên là nó có hình dáng hình con rùa đó, cho nên gọi là thành Quy. Và nó dày tới 36,5 mét, cái bức tường nó dày như vậy đó quý vị. Rồi, như vậy thì cái chợ Bến Thành đó, cái vị trí nó trên bản đồ này nó nằm ở đâu? Rồi, trên cái bản đồ này nó nằm ở đây đây quý vị. Rồi, ngày xưa nhé, mình nói là về nguyên bản ngày xưa nhé. Nó nằm ở cái chỗ này này quý vị. Đó, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng nó nằm ở giữa gì? Ở đây là bến nhé, ở đây là bến nè, có một cái con kênh đi vào. Đây, đường sạt nơ này quý vị, có con kênh đi vào ở đây. Và ngay đây là cái thành, do vậy gọi là chợ Bến Thành, có nghĩa là ở dưới là bến, ở trên là thành. Đó, và mình tiếp theo một cái nữa là nó tương ứng như thế nào. Đây quý vị thấy này ha, đây, và cái vị trí của nó là ngày xưa đó. Đây, nó là nằm trên cái trục này quý vị nhé, nằm trên cái trục này. Cái trục và chúng ta, xin lỗi, cái trục ở ngay cho phía dưới này chút xíu. Đấy, và cái con kênh đó, nó sẽ đi thông với lại sông Sài Gòn cái hướng này đây. Và sau đó đó, mình biết rằng là trong cái thời vua Minh Mạng đó, là có cái loạn Lê Văn Khôi đó. Thì sau khi mà dẹp loạn xong đó, thì vua Minh Mạng cho phá bỏ cái thành Quy này và xây cái thành Phụng. Chúng ta thấy cái thành Phụng nó nằm ở đây nè quý vị, nó tương ứng cái vị trí này. Thì do vậy đó, khi mà xây cái thành Phụng xong rồi đó, thì nó cách xa cái chợ Bến Thành này, nhưng mà người ta vẫn gọi thân thương là cái tên Bến Thành. Cái sau đó nữa đó là đến cái thời kỳ thuộc Pháp, thì những năm 1911 đó, thì Pháp lại cho xóa bỏ hoàn toàn cái thành Phụng này luôn, và quy hoạch lại toàn bộ cái thành phố theo cái kiểu kiến trúc quy hoạch của Pháp. Thì như vậy đó, thì Pháp đã dời cái vị trí của chợ Bến Thành từ cái chỗ này mà dời về cái vị trí ở đây, như chúng ta biết ngày hôm nay là vị trí dưới này, là vị trí Toàn đang đứng đây, là năm 1911 quý vị. Rồi, xin trở lại với lịch sử của chợ Bến Thành. Sau đó, sau khi chợ Bến Thành được xây dựng cạnh cái nhà ga tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho, được hoàn thành vào tháng 3 năm 1894, cụ thể là trong 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 3 năm 1894, đã có hơn 100.000 lượt người đến để mà dự lễ khánh thành. Đây là một cái khung cảnh tấp nập chưa từng thấy, chứng tỏ được cái độ lớn và độ quan trọng của một cái ngôi chợ gần như là trung tâm của cả miền Nam lúc bấy giờ. Chắc quý vị cũng rất chia sẻ cái quan điểm này với Toàn, đó là những cái công trình lớn, cho dù là đến lớn đến cách mấy, ví dụ như là những cái cơ quan công quyền hay là những cái cơ quan tập trung quyền lực lớn vân vân, thì khá chắc rằng cái sự tấp nập đông đảo, mọi tầng lớp người dân thường xuyên lui tới, luôn luôn sẽ không bằng một cái khu chợ trung tâm, phải không ạ? Do vậy đó, cái chợ Bến Thành nó trở thành một cái biểu tượng về mọi mặt, về mọi phương diện của rất nhiều tầng lớp người dân Việt Nam từ xưa đến bây giờ. Do vậy đó, nó trở thành một cái chiều sâu tinh thần nào đó. Và chính vì đáp ứng cho cái độ lớn về tinh thần đó, thì những cái vị kiến trúc sư cho xây dựng và cho trang trí chợ Bến Thành đó, đã làm ra những cái hình ảnh mà Toàn cho rằng là nhìn thì giản dị, nhưng càng nhìn càng duyên, và càng duyên thì càng đẹp. Và nó đẹp một cách rất thân thương. Ví dụ như là cái tháp đồng hồ, chúng ta thấy rõ ràng rằng cái tháp đồng hồ này nó vừa lạ nhưng mà cũng rất là vừa quen. Và khi chúng ta nhìn xuống phía dưới đó, chúng ta thấy những cái cổng đi vào đó, nó gợi nhớ những cái hình ảnh của những cái cổng tam quan, những cái cổng kiến trúc đình chùa, hoặc là những cái cổng kiến trúc mà cổ truyền của xứ Đông Dương của người Việt Nam. Rồi hơn nữa đó, ở bốn mặt
Đông Tây Nam Bắc của chợ Bến Thành. Chúng ta thấy rằng là cái người họa sĩ ngày xưa đó, người ta vẽ thiết kế những cái hình ở những cái cổng chào, những cái biểu tượng đón chào rất là hay. Ví dụ như chúng ta thấy là những cái hình ảnh cực kỳ gần gũi với lại cái đời sống của cái cư dân nông nghiệp lúa nước nè. Nó trở thành một cái gì đó thân thương lắm quý vị. Ví dụ như hình con bò nè, rồi hình những con ngan nè, con cá đuối nè, con cá trê nè, hình sóng nước nè. Chúng ta thấy những cái nải chuối, mà cái nải chuối nó tinh tế vô cùng. Mình thấy ở đây là một cái sự tinh tế. Ta nói giả sử rằng đó, cái nải chuối người ta vẽ là rất rõ ràng là một cái nải chuối sim đó bạn. Nếu mà người ta vẽ thành cái nải chuối ví dụ như chuối già đi, thì cái sự tinh tế đã giảm hơn nhiều. Và khi người ta vẽ thiết kế xong đó, thì người ta đã bắt đầu là cho làm sứ nung. Và chính vì vậy mà cái màu sắc đường nét nó còn lưu giữ rất là lâu. Và sau đó người ta ốp lên cái tráng cửa và nó bảo tồn rất là nguyên vẹn. Và coi như nó trở thành một cái gì đó, cái hình ảnh người ta đi ra đi vào, nó trở thành một cái sự thân thương. Rồi khi đi vào trong phía bên trong chợ Bến Thành đó, thì mình thấy rằng là tất cả là có gần đến 1.400 gian hàng như thế. Và những cái gian hàng mà nó nằm gần giáp với lại cái mặt tiền của chợ Bến Thành đó, thì lại là những gian hàng đắc địa nhất. Đến mức là có khi năm thời điểm năm 2016 thì cái giá thuê hoặc là cái giá sang nhượng của chợ Bến Thành đó là 1 mét vuông thôi là hơn 230 lượng vàng. Nó còn đắt hơn cả cái khu Ginza của Tokyo. Và khi quý vị vào đây thì hai cái đường giao ở giữa của chợ Bến Thành, tức là cái đường giao theo trục Bắc Nam và đường giao theo trục Đông Tây, nó tạo ra một cái bình đồ hình chữ thập, và nó chia cái mặt bằng chợ Bến Thành ra làm bốn cái khu vực lớn. Và ở bốn khu vực lớn này đều có những cái gian hàng rất là sầm uất về đồ lưu niệm, về quần áo, về thời trang, về đủ thứ, rồi kể cả như là về những khu ăn uống, rồi khu đồ lưu niệm, rồi những cái khu bán đồ gia vị, rồi những cái khu bán hoa cảnh, rồi những cái khu người ta bán đồ rau củ quả, thịt cá tươi trong ngày, vân vân, rất là phong phú quý vị. Xin mời quý vị cùng đi với Toàn. Và có thêm một cái nhiệm vụ nữa quý vị, đó là mua gia vị nấu bò kho, nấu theo cái gia vị rất là đặc biệt ha, là gia vị bà tám nha. Thì mình sẽ cùng tìm thử nha. Ở đây vui lắm quý vị, mình có gia vị nhiều thứ lắm ha, gia vị nấu bò kho, nấu bún bò, nấu phở của anh hai, anh ba, chị năm, chị tư, chị bảy, nhưng mà quan trọng nhất là gia vị nấu bò kho của bà tám. Xin mời quý vị. Mình sẽ đi dọc qua cái trục xương sống của chợ Bến Thành nha. Ở đây mặc mắt kính đồng hồ nhiều quá quý vị ha. Ở hai cái dãy đầu này nè là người ta bán đồ thời trang nhiều. Mình đi qua cái trục xương sống của chợ Bến Thành các bạn, là cái trục theo chiều Nam Bắc. Đây mình đi theo đúng theo hướng Nam Bắc luôn nè. Như vậy thì bên phía bên tay trái mình là cửa Tây, bên phía bên tay phải là cửa Đông, đúng không ạ? Đây, rồi dọc theo cái trục xương sống này chúng ta sẽ thấy rằng là đầu tiên là thời trang, sau đó là tới các cái sạp người ta bán quần áo, vải vóc các thứ các bạn. Rồi những cái áo mà áo in nè, Sài Gòn phở các kiểu nè. Trời, mình tới đây là cái điểm giữa của chợ Bến Thành rồi các bạn. Nguyên cả cái khu chợ này đó tổng cộng là 14.000 m² ha. Ở đây cái điểm giữa nè, cái trục giao giữa trục Đông Tây và Nam Bắc nè. Cái trục này mới là cái trục vàng của chợ Bến Thành nữa quý vị, tức là cái trục mà luôn luôn là lúc nào cũng đông người qua lại nè. Đó, thì những cái sạp ở cái trục này đó là phải nói là đắt giá nhất ha.
rồi bán bánh kẹo nè, rồi hạt này kia các kiểu luôn. À đây, chỗ này ha, 865. Mình sẽ vào cái hẻm này. Cái mùi rất là thơm quý vị. Nếu mà sau này cái công nghệ nó có phát triển á, các bạn vừa coi vừa nghe được cái mùi á, thì các bạn sẽ thấy là cái hương vị rất là đã luôn. Dạ. Dạ mua cái nấu bò kho đó chứ. Đúng rồi. Dạ. 2 ký cái bò đúng không? Dạ. Nấu bò kho. Nấu đủ 2 ký chứ. Ồ, có nhiều cái gia vị hay lắm à. Gất. Ồ. Có cái bột gất nữa nè quý vị. Batam spice. Ồ, cái này mới biết nha. Này hay quá. Bao nhiêu rồi chú? 50.000. Rồi, 50.000 đồng cho số gia vị 2 ký bò. Hộp ra gồm cái là gồm và chừng tiền luôn đấy. Để chút xíu nữa nó có nhận nhiệm vụ gì. Cái là gồm bánh tí luôn nha. Phải làm em nửa rưỡi đó. Cộng không cát nữa hả? Thôi thôi chờ chút xíu sao đây. Dạ. Tâm sẽ chờ tiền kia đây. Dạ xem. À, cái lá này là lá cà ri đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, cái lá tươi luôn kìa. Ở đây mát. À, 753 rồi. Đây là kho đây. Dạ. 345. Ừ, có cái kia. Dạ, em luôn 78. Dạ, bò kho bà 8. Em về rồi đó, em phải chạy ngược trở lại. À, ông 8 trà. Và bà 8 bán. Dạ, cảm ơn. Dạ. Hay ha. Có thương hiệu nha các bạn. Mình chỗ mình chắc là hồi xưa giờ là lâu đời lắm anh ha. Mấy năm trăm năm anh cũng mua giờ nè. Ồ, anh cũng mua giờ 1940. Wow. Em mới bển đợi chị nha. Dạ rồi. Mấy tại ông mà nội xưa vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn. Dạ. Ở đây có cà ri anh hai nữa nè. Trời. Nói chung là anh hai, chị ba, năm, chị bảy ở trong cái khu gia vị này nhiều lắm các bạn. À, nhưng mà cái chỗ bà tám là có vẻ là mình thấy là cái gia vị nó độc đáo nhất á. Rồi mình sẽ đi thử qua cái dọc này nhé. Này làm cơm sợ mẹ cơm chị hả? Ăn ơi cho em nửa ký hạt dưa đi. Xin chào. Dạ. Quay một vòng.
Vui với quê mình chút. Tức là sao cái ly kia hết. Mình thấy thua với quê mình chút thì mình order cái loại này là thật cảm của bạn. Thì sau khi mình ăn xong đó, mình ăn thử đó, thì mình thấy là hơn với quê mình chút cái loại này. Mì, hủ tiếu. Ok, chút nữa. Đồ chung nè, chung hết nè. Ủa, cái chỗ bé chè nằm ở đâu rồi? Đó nha, khi bé chè là gió. Dưới góc dưới nè. À, cảm ơn nha. Dạ. Mình cái đi rồi. Dạ, cảm ơn con. Để con đi vòng. Cái giải mà nó sát với lại cái mặt bắc nha các bạn, là người ta bán rau, củ, quả, thịt, cá, tức là đồ tươi trong ngày đó. Nhưng mà bây giờ là buổi chiều, thời điểm này đang là 4 giờ rưỡi chiều các bạn, cho nên là các mặt hàng thịt cá người ta dọn rồi à. Nhưng mà mình muốn quay cho các bạn thấy cái này là ngay phía giáp với lề đường nè, cửa ngoài mặt bắc nè. Rồi các cái quầy hoa, mình rất là thích cái khu này luôn. Hoa muôn màu muôn vẻ luôn các bạn. Đây là cửa chính bắc nè, cửa chính bắc là hoa nhiều nha các bạn. Và dọc theo đây đó là hoa với lại trái cây nha các bạn, nhiều lắm. Nói chung là cái góc này là hoa với trái cây, là cửa mặt bắc các bạn. Cái kẹo xuống nước
Rồi, thì cái cửa mặt bắc này nó thông ra cái đường Vũ Khoa Huân. Thì cái đường Vũ Khoa Huân này bây giờ là nhiều cái công ty du lịch, rồi mấy cái hàng quán, cũng như là những cái mini hotel đó, rồi mấy cái quán ăn này kia nó phục vụ cho khách du lịch nhiều lắm ha. Rồi thì Vũ Khoa Huân các bạn, thì mình đi tiếp một cánh nữa của cái mặt bắc này nha. Cái con đường mà cặp theo cái hông mặt bắc này là đường Lê Thánh Tôn các bạn. Đường Lê Thánh Tôn thì nổi tiếng này ha. Bên kia đó là xưa giờ đó là nổi tiếng mấy cái shop mà người ta bán đồ mỹ nghệ với lại đồ nữ trang, đặc biệt là các cái cửa hàng mắt kính nằm bên kia nhiều, nằm bên kia đường của đường Lê Thánh Tôn các bạn. Đây là loại khúc trên này ta bán vali nữa nè, các loại vali. Ở đây lúc này có cái quán cà phê Katina đẹp lắm nè. Trung tâm thời trang vàng bạc đá quý Bến Thành ở phía bên kia đường. Rồi, mình đã đến cửa đông rồi các bạn. Vậy là sau hơn 2 tiếng đồng hồ lang thang và thâm nhập vào chợ Bến Thành từ 4 giờ chiều cho đến hơn 6 giờ chiều của một ngày hè ha, giữa tháng 6 năm 2023, thì chắc là quý vị đã nhìn thấy nhiều hơn, hiểu nhiều hơn thêm nữa những cái giá trị về văn hóa tinh thần của chợ Bến Thành. Thì một cái cảm nhận chung của riêng mình đó quý vị, thì mình thấy rằng là sau những cái biến động rất là khủng khiếp trên toàn thế giới về dịch Covid đó, thì bắt đầu chợ Bến Thành, những thương nhân, những du khách đã bắt đầu trở lại. Chợ Bến Thành đã thực sự là hồi sinh, có thể là một cách hoàn toàn thì vẫn chưa là hoàn toàn đâu, nhưng mà nó đã hồi sinh rất là mạnh mẽ và tiếp tục là một cái nơi để mà thu hút du khách thập phương, cũng như là một cái nơi để tất cả chúng ta nhớ về, để mà quay trở về đi chợ nè, rồi nghe được những cái âm thanh của chợ và nghe được những cái mùi hương của gia vị ở trong chợ, cũng như là tìm lại những cái sự thân thương nào đó ở chợ Bến Thành, cũng như là chúng ta thấy rằng là tiếp tục chợ Bến Thành lại tiếp tục cái vai trò là một cái đầu mối tấp nập về kinh tế ha, của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh của hiện nay và tương lai. Xin cảm ơn quý vị. Nếu quý vị thấy những thông tin bổ ích, thấy video thú vị, thì xin quý vị cho subscribe hoặc là like hoặc là follow hoặc là comment. Xin cảm ơn rất nhiều. Show must go on.
Nè quý vị mà có mua đồ các kiểu đồ design ha, đồ design logo này, lưu niệm là tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Tỉnh Thành gì đó, là mình đến cái cạnh này nha, gặp người đẹp chủ quán tên là Trà, giảm giá 60% nha. Cho bạn cái tiền giá tốt đi.